anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui gian khó đã khổ. Anh ở đây sẽ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, chỉ cần em hứa trọn đời yêu anh. Nhấc mới cao lên, nhấc mới cao lên. Rồi ngày mai được lên kênh An Ninh TV luôn nha. Em ơi lại gần anh nữa đi em, hãy nhanh thầm mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sống mai tình rằng người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim được thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình an. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui gian khó đã có. Anh ở đây sẽ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, chỉ cần em hứa trọn đời yêu anh. Làm vợ anh nhé, anh không bình tĩnh. Một trái tim lòng tháo hiểu em. Bình tĩnh. Từ từ đã. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui gian khó đã có. Anh ở đây sẽ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, chỉ cần em trọn đời yêu anh nhé, làm vợ anh nhé. Quay xuống lên, quay xuống lên, quay lên. Ông đưa đây tôi làm MC, đưa đây tôi làm MC. Ông để tôi tỏ tình. Ôi giời ơi, con nhấn luôn hả? Ôi bỏ mẹ rồi. Ok, ok. Để tôi trổ tài ông Mai bất đắc dĩ xem nào, ngày mai xem nó lại được lên An Ninh TV thật đấy. Ok, và trong rất là nhiều những cái bạn trẻ chúng ta đang có mặt ở đây, và chúng ta đã chứng kiến một bạn nam rất là tự tin đã dành tặng cho bạn gái của mình. Đi đâu về thằng cha đội kia? Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Quay lại. VTV3 đang ghi hình mà đi đâu? Ok, và trong một cái không gian rất là nhiều bạn trẻ như này, bạn đã dành tặng cho bạn nữ của mình một ca khúc đó là Làm Vợ Anh Nhé. Và mình tin chắc rằng đây là tình cảm rất là chân thành bà bạn dành tặng cho bạn gái của mình. Và trong rất là nhiều người đang ngồi đây, 1 triệu fan hâm mộ đã yêu cầu một nụ hôn. Và không biết là mọi người có đồng ý không nữa? Ok. Vậy đến 1, 2, 3 nào. Hôn đi, hôn đi. Hôn đi. Cái gì? Chưa xúc miệng hả? Giờ muốn hôn ở đâu? Hôn ở môi như hôn ở đâu? Chỗ khác được không? Không. Hôn như này. 1, 2, 3. Hôn đàng hoàng ông nội. Yeah.